khi nào người ta bán thì người ta thường nó sẽ dựa vào nhiều cái chỉ số, ví dụ như là thứ nhất là dựa vào tình hình tài chính của mình. Ví dụ tình hình tài chính của mình đang cần phải giải quyết rất nhiều việc thì cái việc tài sản 10 đồng hay 9 đồng hay 8 đồng đôi khi là nó không quan trọng, tức là nó phải vì cái đại cục. Dạ, em chào thầy, em chào mọi người ạ. Rồi, xin mời ạ. Và Dạ vâng, thầy ơi, em có trước kia thì em ở dưới Hải Phòng, em cũng có đầu tư đất ở dưới Hải Phòng. Em mua một cái mảnh đất 180 mét vuông ở khu đô thị siêu Eco Home. Là lúc đấy là giá là 17 triệu 2 một mét, thì tương đương với tổng giá trị nó khoảng hơn 3 tỷ 2 gì đó, mà em cũng vay ngân hàng mất 1 tỷ. Thì em là thuyền viên, em là đi tàu, dân đi tàu, em là thuyền trưởng tàu Vĩnh Dương. Nhưng mà trong một năm trở lại đây thì em bị mắc kẹt bên Trung Quốc. Vừa chi phí ăn ở bên này và phần trả tiền ngân hàng rồi sinh hoạt gia đình tháng cũng 6 70 triệu, đâm ra là nó cũng hơi kẹt. Thì em muốn giải quyết với cái phương án trước. Em cũng giao bán cái mảnh đất đó mà. Em cũng gửi qua môi giới nhưng mà hiện tại thì cũng chưa có một cái người nào đặt vấn đề cho em, chưa ai gọi điện cho em gì cả, thì em mong thầy tư vấn cho em làm cách nào để bán cái sản phẩm đấy nhanh nhất ạ. tôi hỏi lại xem đúng ý anh Trần Duy Phú chưa nhé. À, Dạ vâng. tức là anh mua mảnh đất 150 mét 3 tỷ 2 ở Hải Phòng và bây giờ đang không bán được. Vâng, em cũng gửi qua Và môi giới em thì môi giới báo em là giá 24 triệu nhưng mà cũng không có, tức là cũng không có đối tác. anh muốn bán cái căn này anh đang vay à? Em vốn thì có hai vốn phải vay ngân hàng mất 1 tỷ, thì nghĩa là tháng bây giờ trả tầm 16 triệu tiền lãi và gốc đó. Anh vay bao nhiêu cơ? Em vay 1 tỷ ạ. Vay 1 tỷ tháng gốc lãi 16 triệu cả. Thời hạn vay của anh ngắn à? Em vay có 10 năm thôi thầy. Anh là đi đi thủy thủ đi tàu biển ấy à? Dạ vâng, em là thuyền trưởng tàu Vĩnh Dương đấy. Thì thực tế Ok. là đồng lương của em nó cũng khá. Em vay 1 tỷ thì nó cũng không vấn đề gì, nhưng mà do một cái vấn đề mà bây giờ em lại phải ở bên tại vì có vấn đề về hàng hóa đó, thì em lại bị giữ bên Trung Quốc mất 1 năm nay rồi. Em muốn cơ cấu lại để bán cái sản phẩm này, bán cái lô đất này đi mà. Ok, đây câu chuyện của anh nào. Tôi nhớ đến cái câu chuyện của cái anh học viên này. Giống hệt anh luôn. Anh này cũng phải cỡ thu nhập tháng về 100-200 triệu trước. Cũng ngành hàng hải giống như anh ấy, cũng thuyền trưởng thuyền máy rồi. Thế thì cũng ở Hải Phòng luôn. Đi học đích cách đây khoảng tầm 2 năm rưỡi, khoảng 2 năm rưỡi, 3 năm rồi. 2 năm, 2 năm rưỡi thôi. Thì học xong về nghỉ, làm bất động sản chuyên nghiệp. Thì tóm lại là đấy là một quyết định hoàn toàn chính xác, đã kiếm được gọi là nhiều tỷ đồng. Đấy, văn phòng bất động sản bây giờ cũng ngon rồi, cũng giờ thành dân bất động sản chuyên nghiệp rồi, chứ hồi xưa là cũng 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 như anh. Thì đây là một câu chuyện để truyền cảm hứng cho anh, để có dạng gọi là đội Hải Phòng online cũng rất là vui này, đây đội Nick Hải Phòng. Thì để cho anh biết là tức là cũng có những anh học viên nick ở Hải Phòng. Xong còn môi giới bắt đầu là hoạt động bán đất bán cát, thế mà cũng như anh thu nhập cao đấy, bỏ Dạ vâng. ngành hàng hải thu nhập 100-200 triệu một tháng đấy. Thì quay trở lại câu chuyện của anh là như thế này, câu trả lời thứ nhất là bây giờ là thì như anh nói là cái thu nhập của anh thì nó cũng dư sức chi trả tiền lãi. Nên là câu trả lời số 1 là chưa bán được thì cũng không sao. Bởi vì kể cả là cái giá 3 tỷ 2 anh mua thì bây giờ anh có bán thì cũng đâu có lời đâu. Đúng không? Anh mua vào 3 tỷ 2 rồi mà. Bây giờ anh đang định bán bao nhiêu? Em gửi cho môi giới là giá 24 thì chắc là được khoảng tầm 4 tỷ 1, 4 tỷ 2 gì đấy ạ. Thì câu trả lời số 1 ấy, về cái nguyên tắc của đầu tư thì nó cũng trong nhiều trường hợp nó như thế này, tức là mua mà bán ngay anh mới mua được mấy tháng. Em mua từ tháng 4 năm 2021 À, thế là 1 năm 4 tháng rồi, thì ví dụ và đóng như tiền tiếp. là bây giờ hồi xưa anh mua là 2 tỷ tư đúng không, bây giờ
2,4 hay 2,8? 3,2 ạ. Em mua là 3 tỷ à, 2. Mua 3 tỷ 2, bây giờ bán được 4 tỷ 1 nhầm. 3 tỷ 2 bán được 4 tỷ 1. Rồi. Dạ. Thì câu trả lời số 1 là thì chưa bán được thì cũng không sao cả. Bởi vì mà anh cũng không vội, bởi vì hàng tháng thu nhập của anh đủ chi trả. Thì trong nhiều trường hợp khi nào người ta đạt cái chỉ số lợi nhuận người ta mới bán. Đấy là câu trả lời số 1. Nhiều người người ta không như thế, người ta khi nào vào 3 tỷ 2, khi nào tôi đạt 50% trên vốn tôi mới bán. Tức là tôi phải được cỡ khoảng 5 tỷ tôi mới bán. Tôi có thể chấp nhận là bây giờ mới là 1 năm 4 tháng thì tôi có thể chấp nhận là 2 năm hoặc 2 năm rưỡi, nhưng nó phải đạt chỉ số 50% tôi mới bán. Ví dụ thế. Đấy cái góc nhìn số 1, tức là mình đi đầu tư là mình phải có mục tiêu. Thế đấy góc nhìn số 1. Góc nhìn số 2 ở đây đó là trong nhiều trường hợp thì giả định là cái miếng này của anh nó cũng đẹp, vị trí nó đẹp rồi, là cũng không có nhiều người bán vân vân, không phải là khó bán mà là trong nhiều trường hợp là mình chưa biết đẩy mạnh marketing và bán hàng. Mình gửi cho chú môi giới thì chưa chắc chú ấy đã biết marketing. Tức là mình có một giả định đó là chú cò này cũng chưa giỏi marketing lắm, thậm chí dạ, chú cò này có thể tìm cách đè giá của mình rẻ xuống để mua lại của mình, hoặc là đè giá hộ cho người quen. Đúng rồi, có trường hợp đấy ạ. Tại vì là có người thì em gửi cho thì họ bảo chỉ được 21 triệu thôi. Thực tế là em nghĩ là cái trường hợp đè giá là cao. Như vậy câu trả lời số 2 là trong nhiều trường hợp mình phải tự hỏi về marketing và mình phải tự đẩy mạnh marketing lên, chứ không nên bị phụ thuộc vào chú cò nào. Cái tình trạng mà người bán bị phụ thuộc vào môi giới thì rất là nhiều. Cứ bán tài sản ở xa là bị phụ thuộc vào môi giới. Em cũng chuyển lên Hà Nội, em ở rồi, đất ở Hải Phòng thì nó cũng trước kia thì em ở Hải Phòng nhưng em chuyển lên Hà Nội được khoảng hơn một năm nay rồi. Và nói thật với thầy là em là bây giờ một tháng chi phí hết khoảng 60-70 triệu. Okay. Cả tiền, tại vì em đang bị lưu giữ ở bên nước ngoài mà. Em không, hiện tại nó đang không đi làm, chi phí bên này này, chi phí gia đình và chi phí phải trả lãi ngân hàng tháng khoảng 6-70 triệu một tháng. Thì em muốn bán. Thực tế là em có mấy mảnh đất cơ, nhưng mà chỉ có cái mảnh đất này thì em ủy quyền hết cho vợ em thì mới có thể bán được, còn những cái mảnh đất khác thì em lại không ở nhà, đâm ra em không bán được. Tại bây giờ là cái vấn đề là khó khăn về cái vấn đề tài chính hiện tại. Rồi. Thì bây giờ quay trở lại đấy. Thì người ta khi nào người ta bán, tức là bây giờ tóm tắt lại câu trả lời nhé. Câu trả lời số 1 là trong nhiều trường hợp thì mình vẫn đang có thể là tiếp tục được, thì mà nó chưa đạt mục tiêu lợi nhuận thì mình chưa bán. Nhưng mà câu trả lời số 2 ở đây đó là trong nhiều trường hợp có thể là mình sẽ cần phải tự marketing, mình phải học hỏi là mình phải tự marketing, không chỉ gửi cho chú kho mà mình phải tự xử lý tài sản này. Chỉ có mình mới thương tiền của mình thôi, chứ còn chú kho nó vội gì, đúng không ạ? Mình thì mình đang vội, nhưng mà vấn đề nó là tiền của mình đấy. Một cái câu chuyện nữa đó là khi nào người ta bán thì người ta thường nó sẽ dựa vào nhiều cái chỉ số, ví dụ như là thứ nhất là dựa vào tình hình tài chính của mình. Ví dụ tình hình tài chính của mình đang cần phải giải quyết rất nhiều việc, thì cái việc tài sản 10 đồng hay 9 đồng hay 8 đồng đôi khi là nó không quan trọng, tức là nó phải vì cái đại cục. Một cái góc nhìn nữa mà thứ nhất là dựa theo tình hình tài chính, thứ hai nó dựa vào phân tích về khu vực, thông tin, chỉ số thứ hai là thông tin, tức là khu vực đấy nó còn rất nhiều tiềm năng phát triển, khu công nghiệp nó đang làm mầm, đường xá đang làm mầm, vân vân, thì mình nên giữ lại. Nhưng mà ví dụ như là mình phân tích là nó hết động lực phát triển rồi thì mình nên bán. Thì cái này anh phải điều tra lại. Thứ nhất là chỉ số về tài chính, mình cân nhắc các chỉ số nhất về tài chính, chỉ số thứ hai là về thông tin, đấy, chỉ số thứ ba là mục tiêu. Có những trường hợp mục tiêu chưa đạt chưa bán, nên có những trường hợp là mục tiêu như thế là đạt rồi thôi, thì mình cũng là đầu tư, mình đạt được cái mục tiêu là ví dụ mình lấy 20% lợi nhuận trong vòng một năm, rồi là mình lấy cái mục tiêu là coi như là để cân bằng về tài chính. Bây giờ mục tiêu của mình hiện tại là phải cân bằng về tài chính, ví dụ thế, thì cái việc bán nó phải xảy ra, vân vân. Còn có những chỉ số khác, ví dụ như là chỉ số về việc là cơ hội mới, tức là mình bán cái này đi mình vẫn tìm mua được miếng khác thì mình sút thôi, 10 đồng 19 đồng thì nó không quan trọng, ví dụ thế. Đấy, anh nắm được phần này không ạ? Tức là đang nói để anh cân nhắc các chỉ số khác nhau. Anh ở Hà Nội và Hải Phòng thì sau khi anh vào cộng đồng Nick thì anh đi sinh hoạt cả hai nơi. Hàng tháng ở Hải Phòng có offline khoảng 20 người. Hà Nội có offline khoảng từ 150 đến 200 người. Anh vào đấy anh offline. Thì khi đi offline anh gặp nhiều người giỏi, nhiều người thành công,
và nhiều người cũng xuất phát điểm giống như anh, thì anh bắt đầu thay đổi cái tầm nhìn. Nên là việc của anh là phải mở rộng thêm các mối quan hệ nữa.